Xin chào anh chị và các bạn. Trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ review lại cho anh chị và các bạn xem là nhà màng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của bên mình đã set up ở đây. Và cách đây 2 năm thì bên mình đã làm hết hơn 1 tỷ là nó tổng chi phí cho nhà màng này cả sản xuất nữa. Thì mời các bạn đi vào bên trong review nhé. Đây là cái cửa đầu tiên nhất. Mình mở cái cửa ra một cái là có cái quạt này. Cái quạt này dùng để cho nó là thổi côn trùng. Mình mở cửa ra thì nó tự động là nó quay và đóng lại là nó sẽ tắt. Và bên trong này là có thêm một cánh cửa nữa các bạn này. Là có hai cửa để mình đi vào để ngăn chặn côn trùng là không cho nó bay vào. Và ở phía ngoài này là hệ thống tưới nước. Hệ thống tưới nước này là hệ thống tưới nước tự động. Và hôm sau mình sẽ làm video khác để mình quay review lại cho các bạn xem. Vùng này là vùng hệ thống tưới và để nguyên vật liệu. Và đi vào trong này thì có cái cửa này. Cái cửa này thì để tiếp tục là che chắn côn trùng. Và đầu tiên nhất là đi vào phía bên trong để review lại cho các bạn xem. Ở trên này là hệ thống là lưới. Và bên ngoài này cũng hệ thống lưới. Và nó có ô chi chít và ngăn cho côn trùng là không thể là xâm nhập vào phía trong. Nên là chúng ta trồng dưa. Đấy là bên mình đang còn trồng dưa lưới. Mình sẽ hạn chế được là côn trùng nó xâm nhập vào ở phía trong. Cái lưới này thì nó chắn côn trùng và không khí có thể là ra vào được. Nên là ở bên trong này thì nó đảm bảo côn trùng không thể nào xâm nhập vào được. Nên là mình sẽ hạn chế vấn đề là phun. Ở đây là có cái bình này là dùng để phun phân thôi các bạn. Chủ yếu là phân thôi. Và tất nhiên vẫn có một số bệnh, ví dụ như là bệnh giả sương mai thì mình cũng phải lâu lâu mình cũng phải phun nấm các bạn nhá. Hoặc là những cái con bỏ mà bỏ li ti thì nó cái màng này nó vẫn chui vào được. Nên là mình hạn chế tốt nhất có thể thôi. Nếu mà mình trồng dưa ở phía ngoài ấy thì các bệnh khác rất là nhiều, ví dụ như là ruồi vàng rồi các bệnh khác. Nói chung là ở phía ngoài trồng dưa là rất là độc, còn ở bên trong này hạn chế tối đa nhất và mang lại biện pháp an toàn nhất. Và tiếp theo là mình giới thiệu với các bạn là phía bên trong nhà màng là có một cái con đường đi. Con đường này là con đường bê tông để mình đi từ đầu đến cuối để cho nó sạch. Và ở phía dưới thì bên mình đã trải bạt hết rồi. Các bạn thấy là bên mình trải bạt hết. Đây là bạt này là được nhiều năm rồi. Ở dưới này là nền. Nền này là nền mà bên mình đã trải cát, sau đó là dùng máy múc mình lu cho nó thật chặt. Và mình trồng dưa thì mình không trồng vào đất, mình trồng vào giá thể. Đây là cái giá thể mà mình trồng, chủ yếu là sơ dừa thôi, nó không có phân đâu. Ở bên trong này là nơi để cho là bột rễ nó phát triển đó các bạn nhá. Và bên mình sẽ cung cấp dinh dưỡng và nước qua cái hệ thống tưới. Đây là có cái hệ thống tưới các bạn. Và máy bơm thì bơm ở bên trong và bơm ra. Nó có một cái đường ống chính ở đây. Nó đi thẳng. Đi thẳng và nó sẽ phân ra từng nhánh. Và đây là các nhánh của nó. Nó đi vào một cái đường dài như thế này. Và mỗi nhánh này thì nó sẽ có cái van. Van và sau đó nó sẽ đi vào cái kim. Cái kim này nó khi mà mình tưới thì nó sẽ nhỏ giọt. Và nó sẽ nhỏ giọt vào gốc dưa. Mình sẽ cung cấp cả nước, cả phân vào để cho dưa nó ăn ở đây. Nên là mình trồng thì mình sẽ chủ động được. Thứ nhất là chất dinh dưỡng. Thứ hai nữa là giống. Giống ở đây là các bạn thấy là bên mình đã ươm rồi. Đây là những cây dưa lưới con. Thì bên mình ươm vào trong cái giá thể này. Giá thể này cũng là làm bằng sơ dừa. Đây là mủn sơ dừa. Sơ dừa sau đó là mình cho một ít phân và mình ươm. Thì một thời gian này dưa nó đẹp như thế này các bạn nhá. Hiện tại là bên mình có hạt giống nhé. Các bạn cần hạt giống các bạn kết nối với bên mình để bên mình cung cấp hạt giống cho các bạn. Và dưa leo lên thì các bạn sẽ thấy là nó leo lên theo một cái sợi dây. Đây là cái sợi dây cáp để cho nó leo lên. Cái sợi dây này là bên mình có cung cấp luôn. Là bên mình ở dưới này là nó có một cái khóa các bạn. Đây này. Phải có một cái khóa như thế này này. Kẹp lại này. Cái khóa này kẹp lại để cho dây nó không tụt. Sau đó dây nó sẽ leo lên theo trên này. Trên này là có sợi dây cáp ngang. Cái sợi dây cáp ngang này thì nó có thể là
chịu được trọng tải tầm khoảng 300 kg. Có nghĩa là một cái hàng dưa này thì nó lúc ban đầu ấy thì nó sẽ không có trọng tải, nhưng mà khi mà dưa mà lớn lên thì những trái dưa thì một dây như thế này thì nó có thể là nặng tầm khoảng 2 kg, 1,3 đến 2,5 kg, thì tùy theo từng lứa. Ví dụ như là có lứa thì nó phát triển trái nó lớn, nhiệt độ nó tốt thì trái nó lớn, thì nó có thể là chịu trọng tải được 300 kg. Thế là có cái hệ thống dây cáp này thì mình cũng phải trang bị. Rồi là cái nhà màng này thì bên mình thiết kế theo kiểu máy vòm. Máy vòm là ở bên kia là chắn gió. Thế các bạn xem này, nó có thể là chắn gió để cho gió nó bay vào phía trong, để cho nó điều tiết không khí ở phía trong này. Nên là thiết kế theo kiểu máy vòm. Và nhà màng này thì nó có nhiều loại nhà màng khác nhau. Có loại là lắp ghép, có loại là hàn, rồi là một số bản là tự làm. Nhưng mà hệ thống nhà màng chuẩn như bên mình ở đây gọi là chuẩn các bạn nhá. Chuẩn có nghĩa là mình lắp ghép hoàn toàn. Và cái cột thì rất là chắc. Đấy, các bạn xem sắt. Cái này là sắt đập hộp từ nhà máy của công ty về hết. Và bên mình có đổi ngủ xét cái hệ thống nhà màng này. Thì bạn nào cần xét một cái hệ thống nhà màng như thế này, các bạn có thể là kết nối với bên mình. Bên mình có đổi kỹ thuật là xét cho tất cả các bạn làm cái nhà màng như thế này. Còn ở đây là bên mình đã khoan bằng cọc nhồi xuống này, rồi là đổ bê tông lên. Và ở đây là lắp ghép, là mình có thể là dùng vít bằng con ốc hết. Và cái nhà màng này mình có thể là tháo gỡ và di chuyển ở nhiều nơi khác nhau. Nên là mình thích chuyển ở đâu là chúng ta sẽ chuyển thôi. Nó hệ thống nhà màng lắp ghép nó sẽ đắt hơn so với nhà màng hàn xi. Nhưng mà lắp ghép nó tiện là mình có thể là di chuyển được, hoặc là mình có thể là bán lại cho đơn vị khác. Còn nếu mà mình hàn xi thì mình không bán lại được, mình phải là phá, nó hư hết sắt. Nên là cái nhà màng lắp ghép thì chi phí nó cao hơn và nó sẽ đạt chất lượng ấy hơn. Nếu mà các bạn muốn rẻ ấy, thì các bạn có thể là mua sắt về các bạn tự làm cũng được. Nhưng mà thực chất là nó không chuẩn bằng cái nhà màng lắp ghép này được. Thì bên mình làm theo một cái hệ thống chuẩn. Và bên mình đang còn chuẩn bị là trồng dưa lưới ở đây. Và hôm sau mình sẽ quay video review lại cho tất cả các bạn xem nhé. Mình chia sẻ thêm cho các bạn thông tin về cái nhà màng này. Thì nó có thể là chịu được gió giật cấp 13 các bạn nhá. Có nghĩa là bão ấy. Thì miền Trung của mình là người ở Nghệ An, thì miền Trung của mình là hay gặp bão. Và bão bình thường thì nó không sao, nhưng mà bão mạnh ấy thì nó có thể là chịu được giật cấp 13. Ví dụ cấp 13 thì nó không sao, nhưng mà nếu mà mạnh quá thì nó sẽ bị tung cái màng ở phía trên. Còn cái hệ thống khung của nó thì không sao. Đấy, review chia sẻ thêm thông tin cho các bạn. Bạn nào muốn biết thêm thông tin thì các bạn có thể là kết nối và bình luận dưới video nhé, để bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Mình sẽ làm từng video để chia sẻ từng phần lại cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.